cả nhà nha. Cả nhà nha. Cả nhà, chiều nay mấy anh em mình vô đồng thấy trong đây có mới thấy nhìn có hang cua đục đục nè. Hang cua nhóc chưa? Thấy hang cua nhóc chân mà hôm qua nước cạn, giờ nước minh thiên rồi. Giờ thôi để mấy anh em mình xuống bắt mấy cua coi nha cả nhà. Rồi có không rồi quay tiếp cho cả nhà xem nha. Nếu mà bắt có về mình làm món gì ăn rồi quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chưa biết món gì ông ơi có không hả? Mời cả nhà theo chân anh em mình nha. Ở trong cái gì á Huy? Vô trong á Huy. Tiền cua. Bơ cải mày luôn á, Trường ơi. Có sợ cua. Thế là còn. Đây cả nhà, nãy giờ mấy anh em mình làm cũng được đâu, mới cua với mấy con cá lóc rồi cả nhà. Nãy mình vô đây, hôm qua hang gớm luôn, giờ nước ngập không thấy được. Nước ngập không thấy một cái hang. Không thấy cái hang mấy anh em mới dọc này. Này bắt được mấy cá với cua. Được mới cua với mấy con cá nè. Cá lóc với cua. Thôi giờ anh em mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà, gác tiếp lại đi, giờ anh em mình làm gì ăn rồi quay tiếp cả nhà xem nha. Mời cả nhà theo chân em mình nha. Hello, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà thì giờ mình về tới nhà mấy anh em mình với vợ chồng mình cũng đã làm được mớ cua và mình đâm sẵn nha cả nhà. Tại vì quá trời trễ đi, tranh thủ làm cũng quên có quay được nhiêu cua đó. Giờ mình đâm mình lượt xong rồi nha. Đây là chảo nước mình bắt lên để mình nấu. Mình nấu cho nó sâu lên, bắt đầu mình trụng miếng bánh canh nha cả nhà. Đó, mình đợi cho sâu, bắt đầu mình trụng bánh canh nha. Xong rồi bắt đầu mình mới tiến hành công đoạn là nấu bánh canh. Cả nhà bánh canh và những gia vị đồ nêm nha. Bữa nay mình làm bánh canh mặn nha, bánh canh cua nha. Đó. Bây giờ nồi nước cũng đã sôi rồi, bắt đầu mình gấp bánh canh mình thả vô nha. Tự dặn nha, nha, nó văng. Nó đổ sao đi. Đó. Được không? Cả nhà ơi, đây là nồi nước cua nha cả nhà. Nồi nước thịt cua. Bây giờ bắt đầu mình bật lên nha. Bắt đầu mình bắt lửa lên nha cả nhà.
Đó, mình đợi cho nó sôi lên thành bánh thì bắt đầu mình mới vớt ra nha. Đâu có, sôi lên xong cho bánh vô luôn, cho nước cốt với bánh vô. Thơm phức luôn. Cua mình đã vớt ra đây rồi nha cả nhà, thịt cua mình đã vớt ra được như vậy nha cả nhà. Rồi bắt đầu cái này mình cho nước cốt vô nha. Đó. Đã. Bây giờ nồi nước cốt dừa sôi nha cả nhà. Đồng cho cua vô nha cả nhà. Vậy. Mấy anh em mình cũng nấu chín xong rồi nha cả nhà. Giờ mời cả nhà thưởng thức nồi bánh canh cua đêm khuya với mấy anh em mình nha. Mời cả nhà, cả nhà đây, thịt cua này nha cả nhà. Húp miếng nước lên sao nha cả nhà. Đúng bếp. Con mời cả nhà ăn nha. Cái này đúng kiểu. Mời cả nhà vô miếng thịt cua nha cả nhà, chấm miếng nước mắm nha cả nhà. Cái này đúng kiểu không làm mà giả sợ. Ghét miếng ớt luôn cả nhà ơi. Bây giờ mời cả nhà vô nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Nó béo. Còn quá cả nhà ơi, lấy muỗng húp cả nhà ơi. Chan miếng nước mắm vô nha cả nhà. Còn mời cả nhà miếng cơm. Rồi miếng cua. Rộm từ ngữ. Ăn gì mời gì? Cơm hả? Cua. Mời cả nhà ăn cơm. Đúng không? Con quay người nha. Con mời cả nhà miếng cua. Không cần. Anh biết thiếu gì không? Thiếu cay. Cay cho nhớ ăn. Cay nữa hả? Quét dụng vô. Ừ, cay nớt vô. Có cái gì? Đây cái gàu. Đó, cái gàu á. Cái gàu sáng cạp đó. Ừ. Ồ, quyết liệt ngon không? Quyết liệt dữ ơi cu. Đói lắm rồi. Được không? Tử rồi, tử rồi. Ngon không? Quyết liệt. Chưa lấy đũa á, chưa gắp bánh là được. Chút nước mà mấy bánh nó vô kỳ á. Lâu lắm rồi mới ăn bánh cua cua lại cả nhà ơi. Ngon thiệt. Thế con cua bự. Được không? Thằng không nói chuyện không thằng. Ờ nó ăn. Nó đói nó ăn quyết liệt lắm, nói chuyện luôn cả nhà ơi. Ăn nói chuyện không kịp. Trời. Ăn phải thích chứ sao. Thích nó mới có mùi vị thơm ngon. Giờ cái vỏ xuống lòng quá.
là sết luôn nha cả nhà, chổng khu luôn nha cả nhà. Đó, 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 đó. Trời ơi. Đó. Rồi, rồi, rồi. Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn, chổng khu luôn. Ừ, nhét nước mắm vô. Mấy anh em này nó đợi từ hồi 3-4 giờ chiều mà giờ này tới 9 giờ nghe cả nhà. Thành bánh canh khuya. Ngồi bánh canh đêm khuya. Quá ngon lắm. Ngon không trời? Ngon. Trời ơi, ông ăn ông không có chuyện luôn á. Giống như em lúc đầu thôi. Trừng 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 ơi. Nữa cái clip này đem về kêu ba mẹ coi nha Trường. Nhớ mở lên cho ba mẹ coi nha. Nói là con nói chuyện nhiều lắm vậy. Ồ vô clip con nói chuyện quá trời luôn. Nó không kịp thở luôn á. Nói sao hả? Nó hả không vậy luôn. Không kịp thở. Con ăn luôn rồi chứ không nói đâu. Rồi 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 rồi. Vô vô. Đó. Ôi ôi. Đó còn cái càng kình nữa nha cả nhà. Anh múc thêm cho anh nhỏ và anh ăn hết rồi vậy? Đâu? Trường nha. Để con múc cho. Đây, được không? Đây được. Ừ, dứt cái càng cua cho nó, dứt cái càng cua đi. Cho nó thở dưới nữa đó. Được. Hít, thở, cắt thở. Vô cái nhà ơi. Quên nữa. Trời ơi. Lâu mới ăn được nuôi, nuôi cua. Nuôi cua. Hồi đó giờ chưa ăn lần nào hết hả? Ít ăn. Ít con khỉ chưa ăn nào không á, ổ món này mới nhìn là biết chưa ăn rồi. Cái này là bánh canh cua đúng không, còn chưa ăn bánh canh kia, bánh canh bột lọc khác, nó bánh canh thịt khác biết không. Anh kiếm con này dài dài, anh kéo hơn từ từ nó đã dữ lắm. Hết. Nè con dài cả nhà ơi. Anh kéo từ từ á, ổng thấy nó đã dữ lắm. Ừ, anh để đó anh cắt vô một đầu. Nè nha cả nhà. Từ từ. Ừ. Anh dám ghê quá. Dịch ra lên từ từ. Ừ, đã quá, dạ, chưa dài. Nói chuyện với cu. Nó cái cạn của lép nó để lại á. Thôi. Chịu chịu anh bác. Nhưng mà dạng cạn này em xí dứt rồi. Rồi, mất rồi. Cái này em phải cạn. Này bánh canh. Nói cạn không có cạn nhỏ giấc lấy cho anh đó chứ. Này nhớ danh lộn này của. Em sẽ ghi nhớ. Nhớ nha, anh nhớ mặt em nha. Mày nói là anh nhớ mặt em hay chưa? Anh nhớ nha. Thôi cho anh xin lỗi nha. Gì vậy? Gì mưa. Ôi, nó béo quá cả nhà ơi. Thôi anh xin lỗi nha. Trời ơi. Ừ. Đứa ông mà làm dữ vậy? Hết á. Được không? Được. Ừ đó 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 đó. Quá ngon luôn cả nhà, vô cả nhà. Là mệt ghê, lúc nào ăn cũng ngon luôn. Rồi tao còn miếng cua nữa, tao để cuối cùng tao nhét nè. Mời cả nhà. Đâu có dễ với em. Đánh nhấp cho em miếng cua ha. Tôm càng đỏ nha. Đó. Tôm Alaska. Đó. Ăn vô là ra. Tôm Alaska đó. Dạ thôi ăn phần nhỏ vậy em. Làm muốn. Để thôi, để chân thôi. Để cho có nè. Nè. Cứu rồi. Đó, đó, đó. Tao sẽ chơi cộng này. Đó.
anh sẽ làm con này nha lép. Đó. Cho dành cái càng gãy cái nha. Ủa mày đâu hả? Trời ơi. Nếu hồi con tới đây luôn đó là lạ. Dụ gì? Sao? Sao? Gì? Gì? Sao? Cái tiền đúng không? Đây. Vậy? Hết hồn. Hồi sao vậy? Bịch. Hồi sao vậy? Dạ. Nói dạ. Dạ. Đâu? Vô la nè con nè. Không, nè. Nè. Không có. Ai cho nhìn nè. Con nè. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi. Có sao không? Cái gì đâu? Mà làm gì vậy? Làm gì vậy? Con nói lên lại luôn. Sao khoan. Chưa. Sao? Sao là không giáo gì sao bé còn thỉnh không? Còn thỉnh không? Không giáo gì sao bé à? Tự té. Thấy cái gì dưới không? Để thấy gì dưới? Ngài luôn. Thôi à, cả nhà ơi. À, giờ cũng khuya rồi. Với thời gian cũng hơi dài, clip cũng hơi dài thôi. Mấy anh em mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi tối ăn nồi bánh canh cua đêm khuya với anh em mình thật là ngon miệng nha cả nhà. Và cả nhà có xem video nhớ like ủng hộ nè mình nha. Đăng ký nữa nha. Nhớ bấm chuông, nhớ bấm đăng ký bấm chuông bên cạnh nha cả nhà để nhận những video mới đó. Và sớm nhất nha cả nhà. Và nhớ bấm like, chia sẻ dùm cho mọi người cùng xem những video của anh em mình với nha cả nhà. Nhớ ủng hộ anh em mình, có thương yêu anh em mình, nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Không, bye bye.